Xin thưa các bạn, hôm nay chạy trùng quế Hai Ngôn, hồi trước là chạy giống Vĩnh Long. Hôm nay tôi là Hai Ngôn, tôi chia sẻ với tất cả bà con có nuôi trùng quế. Thì hôm nay tôi quay một cái clip nhỏ nhỏ gửi tới bạn bè và các bạn cách cho trùng quế ăn và phục hồi trùng quế giống sau khi mình thu hoạch cái trùng sinh khói giống để mình bán cho tất cả bà con. Thì khi mình thu hoạch giống rồi thì mình phải làm một cái cách để mình cho ăn lại, để mình phục hồi được cái con giống cho nó nhanh nhất và nó tốt nhất. Thì tôi cũng xin thưa các bạn là khi mình trong một cái học như thế này, mình xúc trùng sinh khói giống mình bán cho bà con á, thì mình xúc phân nửa học như thế này ha bà con, xúc phân nửa học, mình sẽ còn lại phân nửa học. Thì khi mình xúc rồi đó thì mình nhờ anh em trong trại, tôi thì tôi không có trực tiếp tôi làm, tôi nhờ anh em trong trại làm, con cháu thì nó sẽ gom cái sinh khói còn lại, nó gom đóng lên, dung lên rồi trộn lại, lấy tay mình trộn lại cho nó đều. Rồi mình can nó bằng ra như thế này ha bà con, can bằng ra, can bằng ra đều hết cái những cái hạt như này. Rồi tôi quay cho bà con thấy trong cái trại của tôi, thì bà con thấy nó đều hết như thế này, nó đều hết như thế này thì bà con sẽ thấy được cái con trùng nó như thế này ha bà con, thấy cái con trùng nó phải đều lại như thế này ha, nó phải đỏ, nó đều như vậy nha bà con nha, mà nó tơi ra vậy đó. Thì bà con thấy những cái gì cái trại của chúng tôi làm được thì tôi chia sẻ cho bà con. Bà con thấy đây cái mật độ cái trùng nó phải còn, cái trùng giống nó phải còn, nó đều lại vậy ha. Thì mình nó đều lại như vậy, bà con thấy đây là nó phải đều lên hết như vậy, mà nó mình phải trộn cho nó tơi hết như vậy nha bà con ha. Bà con phải thấy cho nó tơi hết như vậy ha. Tơi hết như thế này đó, rồi trùng nó phải có như vậy thì bà con mình mới, tôi nhờ anh em cho ăn lại. Cho ăn lại thì cái cách cho ăn lại thì tôi sẽ quay cho bà con thấy. Bà con sẽ đi dài dài trong cái trại của tôi như vậy. Đây bà con thấy cái trại. Thì tôi thì tôi chuyên về làm cái sinh khối trùng giống để tôi cung cấp ra thị trường, ra cho bà con gần xa để làm giống nuôi cho nó tốt nhất. Thì bà con sẽ thấy đây, tôi quay cận cảnh lại bà con thấy cái con trùng nó phải dày, bà con nó, trùng giống nó phải dày nè, nó phải đỏ như vậy bà con thấy đây ha. Thì cái giống sinh khói thì bắt buộc nó phải có con giống và bắt buộc nó phải có trứng kén mình nuôi nó mới tốt nha bà con. Bà con thấy đây, tôi bư lên cho bà con thấy nè. Thì cái gì cái trại của tôi làm được tôi đều chia sẻ cho bà con hết. Đây bà con thấy, đây cái sinh khói còn lại bà con thấy đây là phải bư cho nó đều ra hết vậy nha bà con, tơi đều hết vậy. Đây bà con thấy đây là cái sinh khói còn lại nè đó, bà con thấy không, cái sinh khói trùng quế là bắt buộc trong cái sinh khói nó phải có tỷ lệ cái con trùng bố mẹ như cỡ này, nó phải đều nó phải đỏ liu riu như thế này thì mình nuôi nó mới đạt. Thì trong cái sinh khối thì nó gồm có cái gì bà con? Nó gồm có trùng bố mẹ và trứng kén của trùng và trùng con. Thì mình bà con về nuôi nó mới đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Thì bà con sẽ đi dài 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 với tôi, thì tôi quay cái tổng thể nó như vậy bà con thấy ha. Thì xúc sinh khối giống rồi thì mình phải ban cho nó bằng lại, mình trộn cho đều lại. Rồi mình mới cho cái con trùng nó ăn lại, mình mới quậy cái phân bò cho lõn, cho lõn rồi mình phải tưới nó luống luống vậy ha bà con. Bà con thấy đây là những cái luống như vậy, tôi quậy như vậy, tôi làm cái luống như vậy. Thì tôi nói thật bà con, tôi quay cái clip này chưa, buổi chiều tôi sẽ dùng cái thuốc, tôi thuốc con kiến và con dế nhủi, thì tôi sẽ quay cho bà con xem một cái clip nữa. Thì hôm nay cái clip này thì tôi chia sẻ với bà con là kỹ thuật chăm sóc trùng quế giống sau khi thu hoạch trùng giống và mình phục hồi lại
cái sinh khói cho nó tốt nhất nha bà con. Nhà tôi xin chào, chúc bà con thành công.